tên lửa bờ khủng nhất của Việt Nam khai hỏa như thế nào? Trong bộ 3 tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam, K-300B Passion P được đánh giá là tổ hợp tên lửa mạnh mẽ nhất, có tầm bắn lên tới 300 km với tốc độ hành trình bay đạt Mach 2.5 và gần như không thể bị đánh chặn. Theo các nguồn tin không chính thức, Việt Nam chính thức nhận các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ K-300P Passion P từ Nga vào năm 2011 và được biên chế cho các lữ đoàn tên lửa thuộc quân chủng hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong ảnh là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Passion P của Hải quân Nga bắn thử nghiệm bên bờ biển Arctic hôm 25 tháng 9 vừa qua. Mỗi tổ hợp tên lửa bờ K-300P của Việt Nam bao gồm 4 xe phóng di động K-340P, mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa, có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3-4 phút. Hình ảnh xe phóng di động K-340P của K-300P chuyển sang trạng thái chiến đấu với các chân chống thủy lực được hạ xuống. Hình ảnh khoang chứa ống phóng TPS chứa đạn tên lửa trên K-300P được mở ra hoàn toàn tự động từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu. Mỗi xe phóng di động K-340P có tổ đội chiến đấu gồm có 3 binh sĩ. Đi kèm 4 xe phóng di động K-340P còn có 4 xe tải đạn K-342P TZM. Trên khung xe MZKT-7930 được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn dùng tiếp đạn cho K-340P. Cận cảnh ống phóng TPS chứa đạn tên lửa trên K-340P, các ống phóng này có chiều dài 8,1m, đường kính 710mm, trọng lượng 3,9 tấn. Bên trong ống phóng này là đạn tên lửa chống hạm siêu âm P-800 Onyx. Cận cảnh xe phóng di động K-340P trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, với cụm ống phóng tên lửa được dựng lên vuông góc dưới mặt đất 90 độ, cabin vận hành quá trình tên lửa được tích hợp trong xe phóng. Xe phóng di động K-340P, xe phóng này cũng sử dụng khung gầm đặc chủng MZKT-7930. Bên cạnh xe phóng K-340P và xe tải đạn K-342P TZM, tổ hợp K-300P còn có từ 1 đến 2 xe điều khiển K-380P MBU trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT-65273. Đạn tên lửa P-800 Onyx khai hỏa từ tổ hợp phóng di động K-340P. Tên lửa P-800 Onyx, tên gọi cho phiên bản xuất khẩu là Yakon, được đánh giá là một trong những sát thủ chống hạm đáng sợ nhất hiện nay. Tên lửa P-800 nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, có đường kính thân 700mm, sải cánh 1,7m. Tầm bắn của tên lửa P-800 phụ thuộc vào chế độ bay như bay quỹ đạo cao thấp hỗn hợp, cho phép đạt tầm bắn 300km, bay quỹ đạo thấp thấp đạt tầm bắn 120km. Ở cự ly 60-80km cách mục tiêu, radar của tên lửa sẽ được bật lên để tìm kiếm. Khi mục tiêu đã được xác định ở khoảng cách 25-30km, radar sẽ ngừng phát sóng và hoạt động ở chế độ thụ động. Thiết kế đạn của tên lửa P-800 khá là đặc biệt, với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi. Ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động. P-800 được trang bị một đầu đạn nổ cực mạnh, nặng 200kg, có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Công nghệ trang bị cho tên lửa hành trình P-800 cũng khá tối tân như động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm, cho phép đạt tốc độ gấp 2,5 lần, vận tốc âm thanh khiến đối phương rất khó đưa ra phản ứng kịp thời và nó gần như không thể bị đánh chặn. Mục tiêu của P-800 bao gồm các biên đội tàu chiến, các tàu tên lửa, tàu tuần tra, tàu chiến cao tốc và cả tàu sân bay. Theo nhiều thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố ở các biến thể cải tiến Yakon, còn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa P-800 được bắn đi từ tổ hợp phòng thủ tên lửa bờ biển K-300P mới được Hải quân Nga thử nghiệm bên bờ biển Arctic hôm 25 tháng 9. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.